Thiên Chúa trên ngàn dâng văn thiên thánh trên ngàn đồng quang tuần quán đi giang đèn chứng đầy. Bóng bóng sao tà thank you.
răng sao lực ngỡ là đời non buồn vay quỷ lăng la để kia phủ nọ vào ra chơi bởi thành nhà vắng lúc lại im trời người trên đỉnh núi còn người tố ngà lên ngàn
năm qua nhiều ngoài chùa đốt bước đi vào ra sớm chiều chiếc gió tây đang chiếu lưng đèo đi nà. Cho đồng mà châu mê ý phục cho đồng các đệ tử nay trở về ý phục cho đồng hà ý ya ban ban thân ban năm cho đồng để đồng lịch sử để đồng được khỏe mang từ nay được đồng khôn bóng ngoan đệ tử con cát mong mong cầu hôm nay sửa lễ có mâm châu trình mâm trời trình thành kinh kính dâng lên ý à. Sơn sơn trang về đồng trực trực hóa sơn trang trở về lai dáng bản đàn chầu chứng minh như để nghe từ con dương tiên lên trì kim ngân thoái núi để ra trì để đây đi à. Và thánh sau chỉ vương cha châu chỉ lên tứ phủ châu bà đi mà bóng bóng cầu hôm nay sửa lễ có mâm mâm châu trình mâm mâm châu trình thành kinh kinh dâng lên ý à. Làm lễ tôn nhang châu về làm lễ tôn nhang để cho đệ tử yên an bạn bạch nhờ nay trở về làm lễ tôn nhang ý à. Đệ tử con cũng sống phải thờ tôn nhang tôi lệnh nối đời là mà con xin làm đệ tử cung tiên ý à. Họ đang có đi họ đang có dâng gì nhỉ trở về lái dáng bản đền chầu chứng minh họ đàm hôm nay dựng mã dựng trì ý à. Bố môi châu châu đẹp làm sao tình 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 tạm tạm tình nghe thấy bố môi ô đẹp làm sao dám mong người thiết nữ bay bay về bản đền đơn dám người thiết nữ bay bay về bản đền.
trăm phút hồi hộp để đã thằng này bán cho tiền tốn đùa dày lâu tay đã lắm lắm về đây là nhiều chúa ban cho dài nhất sáng nhiều ý à. Vòng lục cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh thì đâu còn sớm tôi phục thờ. 30 mùng 1 10 tư hôm rằm sầm mang gian cương biển mương cuốn đầu gành ra tự ngà mắt mắt nắng phục sáng long lanh ý hà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.